Hi, xin chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì sáng hôm nay mình hiện tại mình đang ở Khánh Sơn. Mình đang mới trải qua một cuộc hành trình đi từ Nha Trang đến Khánh Sơn bằng xe máy. Sau đó thì anh em mình đã gửi xe. Và bây giờ là bắt đầu mình đến một chân núi để mình trekking cái cung Tà Giang. Tối nay mình sẽ ở lại đó và chiều mai mình sẽ về. Thì sẽ có một cái thử thách là 48 tiếng không có sóng điện thoại. Mọi người sẽ cùng mình chinh phục cái cung này và đón xem những gì hay nhất ở phía trước nha. Băng quen nhiều đoạn đường, giờ bắt đầu vô vườn chuối. Đi nhà thanh bò phải không? Dạ. Thanh bò thì anh bò đi xa. Ủa. Đi được chỗ được không? Đi được anh đi ảnh đi. Mày nghĩ mày cầm đồ ăn mày sốt được không? Mày chạy đâu? Cùng lắm để ăn chuối ăn bắp thôi có ở đâu. Hello. Xin chào. Đi đâu về? Đi rừng hả? À. Đi rừng cột gì vậy? Hai chuối á. Cột bò, hai chuối. Hả? Chỗ này ta trồng bò nhiều mà. Ông chú giờ ông cũng trồng bò đó, nuôi bò đó. Đi thôi, anh đi sau đi. Rồi cả trước mặt kìa thấy không? Cố lên. hái gì công này không? Chanh á. Chanh. Không biết thì đừng hái. Nhưng mà bắp chuối nấu gì, đâu có ké đâu gì đâu nấu. Chủ yếu là ăn được hay không thôi. Đem cái gì? Rừng trúc qua những con suối thì giờ anh em mình chuẩn bị đi vào khu rừng nó rậm hơn, dự kiến là sẽ qua khu rừng này rồi tới con suối tiếp theo.
qua con suối đó mình sẽ nghỉ trưa. Nãy giờ tầm khoảng cỡ 1/3 chặng đường, cỡ 5 cây số, còn lại 10 cây số nữa là tới điểm cần dựng lều cắm trại đêm nay. Thấy cảnh quá đẹp mát mẻ, rất thích. Nước rất xiết các bạn à, nước rất xiết. Tụi mình kiếm nhiều đường để đi nhẹ hơn, nhưng mà nói chung là những ngày đây gần đây nó mưa nên nước nó khá là lớn. Sau những hành trình vượt thác thì bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu leo những con dốc. Dốc khá là cao, ai cũng mệt hết rồi. Ai cũng mệt nhồi hết rồi. Thằng đây nó thở như chó luôn, nó tỏ vẻ nó lúc nào nó không mạnh ấy. Hành trình chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Leo qua vài con đồi thì vài chục con dốc thì mới tới được điểm. Đi tiếp thôi. Đây. Gương mặt hơi mệt đó nha. Ai cũng mệt thôi. Cây trống to chứ hả? Cầm cây đó còn nặng nữa. Con gà còn vậy. Măng kìa. Cho đây măng gì? Hai dọc kèo quá. Đù mày đứng trên nhìn keo lắm. Dốc keo lắm. Rẽ ơi. Anh em ai cũng mệt lẻ người. Còn vượt mấy cái đồi nữa mới tới. Cố gắng. Đi rừng khổ quá. Ai nói đi rừng sướng ấy. Chả có gì xuống nha. Đi suối còn đỡ. Anh em đón tiếp đón xem những điều kỳ thú tiếp theo nha. Còn nhiều thứ hay lắm đang đợi phía trước. Xe lại cái lán. Sau mấy tiếng đồng hồ chui rừng rậm thì giờ cũng gần tới điểm đồi cỏ. Xe là cái lán kìa. Cái lán đây. Còn cái lán còn đỡ là nằm hướng này. Tìm đường. Trời mưa đổ luôn hèo ơi. Xong rồi. Mưa rồi, tranh thủ đi, cho một lát lên không được. Nhanh ơi. Mưa rồi mình tắt máy quay nha anh em. Cái gì rồi? Hết mưa mình quay tiếp, điện thoại mình không có chống nước. Tới rồi. Mưa sắp mặt. Hello hell. Tuyệt vời. Kìa. Kỳ lén trước mặt kia, đích đến cuối cùng. Con chó, một con bi đang đón kìa. Ướt hết rồi, bây giờ lên là vô lén lấy đồ quần áo ra phơi hết. Anh em tối nay chắc nhìn đói, không có củi để nấu luôn. Con bi chạy đó hả?
có một con chó, tên Bi, nó chuẩn bị nó xuống đón. Bi ơi. Bi. Đây, con chó Bi. Thành viên đón, ấy hết pin rồi. Thành viên đang đón. Bi ơi. Bi. Nó mừng. Từ chụp hiện tại mình đang tới cái lán của chú Thanh, thì chú và các anh đang làm cái lều chú E để chắc để đồ gì khỏi mưa. Còn đây là con Bi nè, nó thấy mình tới là nó đón ghê lắm, nó chạy thẳng ghê nó đón luôn. Đây mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái lán trên này. Cái này là chú rừng này nó hộp không à, nói chung mình ăn nó ngọt ngọt chứ nó cũng không có thịt, nói chung là toàn là hộp không à. Nó hộp nè. Thôi có thể anh em mình dựng lều ở trên này hoặc là dựng ở bên này cũng được, nhiều chỗ lắm. Đây là những anh em đồng hành. Cái thằng đây là thằng em ăn. Nó đang tính chuyện ăn uống. Rồi, mì tôm. Anh em mình 6 anh em đi chung. Dạ. Bây giờ đang suy nghĩ là nấu món gì. Có con gà mà đòi nấu 3 món. Đó, 7 món. 7 món. 7 món luôn hả? Ờ. Cái đèn nó đâu cần sạc đâu. Ở đâu đâu cần. Mình sẽ leo lên đây để mà quay quang cảnh xung quanh cho mọi người xem. Nói chung là cuộc sống ở đây không có làm phiền ai cả. Tự do tự tại, một mình thôi. Chú ở đây một mình về chăn bò thôi. Cỏ trên đây thì bao la bát ngát. Mình cũng không có thiếu thốn gì. Xung quanh. Đừng nói mai mưa ở lại luôn nha. Đây, đây là con Bi. Hello Bi. Bi. Qua đây. Lán. Trên đây người ta chú có làm năng lượng mặt trời nữa. Đây. Xe là sương mù. Xung quanh là toàn cảnh sương mù, xung quanh là núi đồi luôn. Có tiếng suối, tiếng chim thôi.